Khi những con chó cưng ở nhà bị bỏ rơi như những con chó hoang, chúng biến thành những con chó hung dữ. Khi những con chó tập hợp lại để trả đũa con người, thì chuyện gì sẽ xảy ra với thành phố này? Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ phim rất cảm động, đó là Thần Trắng. Lily sở hữu một chú chó tên là Hagen, con chó rất quý mến con người. Hagen lớn lên cùng Lily, Lily sống cùng với mẹ. Tuy nhiên do mẹ Lily phải đi công tác xa, nên cô ấy đã gửi con gái của mình cho người chồng cũ tên là Danny. Danny mặc dù rất ít gặp con gái, nhưng trong lòng anh ta vẫn rất yêu con gái của mình. Danny mua nước bọt xà phòng cho con gái chơi, nhưng ông ấy không thích sự xuất hiện của một con chó trong nhà ông. Chỉ vì con gái rất thích chó nên ông chấp nhận cho Hagen vào ngôi nhà của mình, vì khu căn hộ nơi ông ở không được phép nuôi chó. Hàng ngày Lily cho Hagen ăn bít tết và chơi đùa cùng nó. Danny bực tức thấy con gái của mình ngủ chung với con chó đó. Khi sức chịu đựng đã quá giới hạn, ông ta đã nhốt Hagen vào trong phòng tắm ẩm ướt. Hagen nó rất khó chịu khi bị nhốt, nó sủa và làm cho Danny khó ngủ. Lily đến phòng tắm và xoa dịu Hagen. Cô ấy lấy cây kèn ra chơi một bản nhạc yêu thích cho nó nghe và dành cả đêm với nó trong phòng tắm. Sáng sớm hôm sau, ban quản lý khu nhà đến vì biết nhà của Danny nuôi một con chó và yêu cầu anh ta phải nộp tiền khi nuôi con chó đó trong nhà. Tất nhiên Danny sẽ không chịu nộp tiền và sẽ gửi Hagen đến nơi nuôi dưỡng động vật. Sau khi Lily nghe thấy cha mình nói vậy, cô tắm vội và đưa Hagen đi khỏi đây. Cô đưa Hagen tới trường. Lúc cô đang chơi nhạc thì nó lại tưởng cô đang gọi nó, nó chạy làm cho náo loạn cả buổi học đó. Thầy giáo tức giận, yêu cầu Lily đuổi con chó ra ngoài. Không suy nghĩ nhiều, cô bỏ tiết học chạy cùng con chó của mình ra ngoài. Khi Danny biết Lily bỏ tiết học, ông ấy rất giận và đi tìm Lily và Hagen. Ông tìm thấy Lily và Hagen trên đường và hai người họ bắt đầu cãi nhau về việc cha cô đưa Hagen đến trung tâm nuôi dưỡng động vật. Danny đưa con gái lên xe và bỏ lại con chó ở trên đường, sau đó lái xe đi. Lily cố gắng phản ứng nhưng không thể làm được gì. Về phía Hagen, nó chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy. Nó điên cuồng đuổi theo chiếc xe nhưng không thể bắt kịp. Hagen thấy sợ hãi bởi khi thấy những làn xe chạy vun vút đâm vào nó. Nó ngủ qua đêm tại gầm cầu, uống nước trên các vũng nước ở mặt đất với thùng rác để kiếm thức ăn. Nó đi lang thang và nghe thấy tiếng còi tàu và cứ nghĩ Lily đang gọi mình. Ngày hôm nay nó thực sự thấy đói và đã ghé qua hàng thịt nhưng bị ông chủ hàng thịt bắt gặp và dùng dao đuổi giết nó. May thay có một con chó đốm đến cắn ông ta đã giúp nó chạy thoát. Hagen đi cùng con chó đốm đến khu nhà bỏ hoang và Hagen nghĩ đó là thiên đường của những con chó hoang như mình. Nhưng điều đó không được bao lâu thì ban quản lý động vật đến. Họ dùng những cái thòng lọng để bắt những con chó hoang để nhốt lại và sẽ không biết chuyện gì xảy ra khi bị bắt. Hagen và chú chó đốm sợ hãi, điên cuồng bỏ chạy và tách nhau ra. Khi thấy những người kia đuổi gần tới thì Hagen nhanh trí nấp vào bên cạnh một người vô gia cư và được ông ta trùm cái chăn lên để che giấu cho Hagen. Hagen nghĩ mình đã gặp được một người tốt để cứu mang mình, nhưng những gì nó nghĩ lại không như vậy. Người vô gia cư kia cũng có ý đồ xấu với nó. Ông ta trói cổ Hagen lại và bán cho một tên buôn chó. Về phía Lily, cô không ngừng tìm kiếm Hagen. Cô đi qua ga xe lửa, những con phố, khu tập trung của những con chó hoang, dán những thông tin tìm kiếm trên tường nhưng đều không có tung tích gì của Hagen. Người vô gia cư kia bán Hagen cho một tên buôn chó với giá là 50 đô và hắn ta lại bán Hagen cho một huấn luyện viên chó trọi với giá 120 đô. Huấn luyện viên kia cho Hagen ăn những thức ăn bổ dưỡng, tra tấn Hagen bằng nhiều cách. Hắn cho Hagen ăn thịt sống và nhịn đói để khơi dậy thú tính hung dữ của Hagen. Hagen được cho tập luyện chạy cả ngày, hắn mài răng của Hagen để có thể nghiền nát bất cứ thứ gì. Sau màn huấn luyện đó, Hagen đã trở thành một con thú dữ, lạnh lùng, tàn nhẫn và khát máu. Tên huấn luyện viên rất hào hứng khi đã huấn luyện được Hagen thành con chó mạnh mẽ để tham gia các cuộc thi chọi chó để kiếm tiền về cho mình. Trong đấu trường chọi chó thì con chó nào cũng mạnh mẽ và ai cũng muốn làm giàu và chọn cho mình một con chó mạnh nhất. Đối thủ của Hagen là một con chó đen rất to, nhưng Hagen không còn là một con chó hiền lành như ngày xưa nữa. Nó toát lên một khí chất của một kẻ chiến thắng. Nhanh chóng trò chơi này kết thúc và con chó kia đã chết. Hagen nhìn con chó kia ngã xuống hoang mang và tự hỏi đây có phải là tôi không? Đột nhiên trong khu trọi chó mất điện, Hagen tận dụng thời cơ và bỏ trốn. Nó chạy thục mạng về phía trước để tìm lại chính mình. Còn Lily, cô ấy đã tìm Hagen khắp nơi nhưng mà không thấy. Danny không hiểu được suy nghĩ của con gái mình.
Cô rất buồn và chán nản. Từ một cô gái hiền lành ngoan ngoãn, Lily đã thay đổi. Cô đi theo đám bạn xấu hư hỏng của trường đến những hộp đêm để vui chơi uống rượu ở đó. Cô uống rất nhiều rượu và say mềm. Sáng hôm sau, cảnh sát đã đến đây phong tỏa và bắt những người chơi tại hộp đêm này. May thay, Lily âm tính với Mai Thúy vì cô không sử dụng nó. Cha cô đã bảo lãnh cho cô về nhà. Ông biết mất Hagen là một tổn thất lớn đối với cô và đã cho phép cô nuôi một con chó mới, nhưng cô ấy đã từ chối vì không có một con chó nào có thể thay thế được Hagen trong trái tim cô. Hagen lần này trở về nơi của những con chó hang hay tụ tập, nhưng tất cả đã bị bắt. May thay, anh bạn chó đốm vẫn còn chờ Hagen ở đó và chúng lại cùng sống với nhau. Nhưng ban quản lý lại đến và bắt được cả hai đưa về trung tâm nuôi chó hoang. Tất cả những con chó đã bị bắt đều bị nhốt trong lồng. Con nào đẹp giống tốt có thể được giữ lại chờ người nhận nuôi. Còn những con chó nào xấu không thuần chủng thì sẽ bị giết. Hagen tận mắt chứng kiến tất cả và biết rằng những gì chờ đợi nó không có gì tốt đẹp cả. Nhưng với nó, cái chết giờ không còn là điều khiếp sợ nữa. Từ lâu, nó đã mất đi niềm tin vào con người. Nhân cơ hội đó, nó nhảy lên cắn người bảo vệ và thả đàn chó hoang ra. Nhân viên quản lý động vật ra lệnh cho nó dừng lại, nhưng Hagen không quan tâm và lao đến xô ngã cô ta. Cô ta bất lực nhìn đàn chó chạy đi. Hagen dẫn đàn chó chạy khắp thành phố để trả thù con người. Chúng bao vây xe hơi, giật đồ từ những người đi đường làm náo loạn thành phố. Tất cả các khu vực trong thành phố đều trong tình trạng báo động. Lúc này Nini đang biểu diễn ở trên hội trường phòng hòa nhạc. Bất ngờ đàn chó lao tới và làm cho buổi hòa nhạc bị náo loạn. Lily nghĩ rằng trong đàn chó hoang này sẽ có Hagen ở đó. Cô chạy ra ngoài để tìm Hagen. Cô dùng xe đạp chạy trong thành phố. Lúc này đường xá vắng bóng người, bất chợt đàn chó lao tới và làm cô ngã. Trong đầu Hagen lúc này là muốn trả thù những ai đã hại nó. Đầu tiên là người huấn luyện viên trọi chó đã biến nó thành một con thú dữ. Người huấn luyện viên còn nghĩ là Hagen muốn quay lại với ông ta, nhưng Hagen và đàn chó lao tới cắn ông ta đến chết. Một diễn biến khác là cảnh sát muốn đưa Lily về nhưng cô không đồng ý và muốn tìm Hagen. Cô đi đến hàng thịt trong chợ thì thấy ông chủ hàng thịt cũng đã bị đàn chó cắn chết. Cô tiếp tục đi đến các ngõ ngách trong thành phố để tìm Hagen thì gặp chó đốm. Cô chạy xe đạp đến đường hầm thì gặp đàn chó chạy ngược lại vì bị cảnh sát đang truy sát. Hagen ra lệnh cho đàn chó chạy đi. Lúc này người buôn chó đang xem tin tức trên TV và hắn cũng thấy sợ hãi và đi vệ sinh. Hagen và đàn chó đột nhập vào nhà của người buôn chó. Chúng cắn anh ta chống cự nhưng đều vô vọng. Lily vẫn đi theo con chó đốm đến những địa điểm trong thành phố. Bất chợt ban quản lý khu nuôi ngăn lại. Cô van xin anh ta đừng giết chó đốm, nhưng anh ta đã không nghe cô. Khi đi về nhà, cô thấy tất cả đồ đạc trong nhà lộn xộn, nghĩ rằng đàn chó đã đến đây, nên cô vội vã đến chỗ làm việc của cha cô. Hagen không từ bỏ mối thù lớn lao khi cha của Lily đã đuổi nó ra khỏi nhà. Nó và đàn chó hoang đến Danny làm việc. Ở đó, nó gặp được Lily. Cô lấy một thanh gỗ, ném ra xa và hy vọng nó sẽ mang về phía cô như ngày xưa. Nhưng Hagen đứng yên, không động tĩnh gì. Hagen ra lệnh cho đàn chó đến. Cô hoảng sợ và chạy về phía cha cô. Danny thấy vậy, cầm một khẩu súng bắn lửa để dọa đàn chó. Nhưng cô xin cha cô cho thời gian để mang Hagen trở lại như xưa. Lily lấy cây kèn của mình ra và thổi một bản nhạc mà Hagen rất thích. Khi tiếng kèn cất lên, đàn chó như im lặng nghe cô biểu diễn. Hagen thì thấy điều gì quen thuộc mà xưa nay nó vẫn thích. Hagen thấy tiếng kèn quen thuộc, nó bình tĩnh và lắng nghe tiếng kèn của Lily. Nó và đàn chó hoang từ từ nằm xuống và cảm nhận. Lily cũng vội vàng nằm xuống đất hướng về Hagen. Cô muốn nằm cùng bầy chó để cảm nhận khoảnh khắc ấm áp đấy. Danny cũng tiến lại và nằm cạnh Lily như một lời xin lỗi với Hagen. Bộ phim đến đây là kết thúc và bộ phim đã thể hiện được một góc nhìn đa chiều của xã hội ngày nay. Thứ nhất, tất cả chúng ta hãy yêu thương và bảo vệ những con chó cưng cũng như bảo vệ chính người thân trong gia đình của mình. Con người hay con vật đều có cảm xúc, yêu thương hay thù hận nếu chúng được tôn trọng hay ngược đãi. 2.
Bộ phim cũng ngụ ý vấn nạn xã hội hiện đại ngày nay là sự bất bình đẳng sắc tộc giữa những châu lục tự cho mình là bá chủ của loài người, có quyền quyết định số phận của những kẻ yếu. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video và luôn ủng hộ những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Xin chào, cảm ơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay và cũng rất mong sự góp ý của các bạn đến với những cái video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.